Cả nhà đã trở lại với kênh của Trần Ngọc Chú Huyền nha cả nhà. Cả nhà hôm nay Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức chú Huyền gỏi cuốn và chả giò nha cả nhà. Thì mình giải khác là trà sữa trái cây nha. Thì gỏi cuốn mình không thể thiếu chén mắm nêm. Bây giờ Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức chú Huyền nha. Gỏi cuốn tôm thịt nha cả nhà. Đây, gỏi cuốn tôm thịt. Chấm vào mắm nêm. Huyền mời cả nhà ăn. Cái món gỏi cuốn này mà lâu lâu không ăn lại thèm nha cả nhà. Rất là thèm luôn á. Và cái món này nó rất là ngon. Chả giò nè cả nhà. Hoàng ôm luôn, rất là ngon luôn. Chả giò này, chả giò nhân tôm thịt nữa nè cả nhà. Huyền sẽ kèm với chả giò nha. Đó. Cái chả giò nó giòn đó nha. Gỏi cuốn cũng giòn luôn. Ngon. Hôm nay cái món này nó đơn giản nhưng mà nó ngon nha cả nhà. Nhanh gọn lẹ, ngon. Một mâm luôn cả nhà. Trà sữa nè. Huyền mời cả nhà uống trà sữa với Huyền nha. Trà sữa trái cây. Ngon. Cũng ngon. Gỏi cuốn nó giòn. Gỏi cuốn này kèm với bún tươi nước mắm ngon lắm rồi nha. Để bữa nào Huyền quay cái video ăn gỏi cuốn bún tươi nước mắm bữa nè. Nước mắm nước tương cũng được, cái này làm nước tương cho nó cũng ngon nữa. Mà nước mắm thì nó sẽ ngon hơn nước tương ha. Giòn ngon quá à. Hôm nay ba món, món nào cũng yêu thích của Huyền nha cả nhà. Gỏi cuốn nè, chả giò chiên giòn nè, trà sữa. Huyền mời mấy cái món trà sữa quá, có nước mà Huyền cũng mê nữa nè cả nhà. Ngon quá. Đã. Nó ngon. Đỏ quá cả nhà. Cái món gỏi cuốn là nó dễ ăn nhất. Nhanh gọn lẹ nữa cả nhà.
Ăn thèm gỏi cuốn ăn đỡ quá cả nhà. Cả nhà xem video hôm nay á, thấy ba món này có ngon, cả nhà hãy đăng ký like share ủng hộ cho Huyền nha cả nhà, chia sẻ giúp Huyền nha cả nhà. Cái món trà sữa này ngon nha cả nhà, trà sữa thạch trái cây này ngon nha. Ngon quá. Rất là ngon cả nhà. Nó giòn mà nó thơm, ngon. Nó đỏ. Xuất sắc cả nhà. Thật chất cây ngon quá cả nhà. Huyền đang quay video. Cái nhà cái bên người ta đóng, ta đóng cái gì cả nhà ơi, biết quá. Bên người ta khỏi cái gì quá trời đía cả nhà ơi. Cả nhà thông cảm nha cả nhà. Huyền đợi lâu quá, không đợi được cả nhà ơi, quay luôn cả nhà ơi. Đang quay ngon lành cành đào. Khỏi bữa này chưa hết nổi. Huyền tạm ngưng nãy giờ á, cũng lâu lắm rồi đó mà vẫn còn khó cả nhà. Có tài. Sự đợi chờ hết khó lâu quá cả nhà ơi. Nó ngon. Cả nhà một mâm gỏi cuốn mà ăn nãy giờ không thấy giật cả nhà. Nó ngon. Ngưng à, ngưng đập rồi cả nhà. Huyền quay trong phòng mà ở ngoài đập nhà kế bên mà đang nghe lớn vậy đó cả nhà. Không biết cả nhà có nghe không ha. Nó ngon. Trà sữa này ngon quá nè. Béo dễ sợ luôn. 25.000 ly.
Ngon xuất sắc cả nhà. Huyền mời cả nhà ăn thêm ở chả giò với Huyền nha. Mình sẽ chấm vào mắm nêm luôn. Chả giò mà chơi ăn mắm nêm luôn nha cả nhà. Mà cái nhà tiếp cho Huyền cuốn gỏi nữa nha. Trong khi có cái sự im lặng không ai đập nữa, mình tranh thủ ăn để họ đập lên nữa quay cũng được. Quá đã, ngon quá cả nhà. Quá xuất sắc cả nhà. Bữa nay nguyên một mâm gỏi cuốn rất là nhiều luôn. Ăn hoài mà không thấy vịt trong cái mâm gỏi cuốn. Mà chả giò thì giật nha cả nhà, chả giò giật bộn. Thì bây giờ Nhu Huyền sẽ xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà có yêu thích kênh của Trần Ngọc Nhu Huyền, cả nhà đăng ký lại like, share ủng hộ cho Huyền nha. Nhu Huyền xin bye bye.